cháu bán kinh bụi đồi Sài Gòn vlog cho cháu bán nha. Nay là mình đi đi quay đường phố Sài Gòn lúc buổi trưa nắng các bạn. Đúng hôm nay là rất nắng các bạn ơi. Giờ mình đang đi qua cầu Kiệu bạn. Qua cầu Kiệu. Để mình quay vòng quanh chợ Phú Nhuận lúc buổi trưa thế nào bạn. Bữa mình quay buổi sáng rồi giờ quay buổi trưa bạn. Lúc này 11 giờ rưỡi gần 12 giờ bạn. Coi chợ Phú Nhuận ơi đông đông đúc không bạn. Đây khúc này là phường đường Phan Đình Phùng các bạn. Đường Phan Đình Phùng. Người ta buôn bán hai bên đó bạn. Để mình coi buổi trưa coi chợ buôn bán ở đông không bạn. Bây giờ bữa mình đi mấy anh đây quay vô, bây giờ mình đi hướng bên đây quay lại các bạn. Rồi giờ mình quẹo vô chợ Phú Nhuận các bạn. Đây là chợ Phú Nhuận các bạn. Nó buôn bán rất đông luôn. Buôn bán quá trời đông, làm kẹt xe luôn rồi. Đây à, từ ngoài đường Phan Đình Phùng vô hướng tay phải đi vô chợ Phú Nhuận các bạn. Đó, cảnh buôn bán chợ Phú Nhuận như lúc buổi trưa bạn, lúc này 11 rưỡi bạn. Trước đường mình là đường Nguyễn Văn Trỗi bạn. Đây giáo sứ Phú Quý. Thôi tới đây hết chợ bạn, đến mình lại bạn. Để mình quay chợ này chút với chợ Bà Chiểu thôi buôn bán, cảnh buôn bán thế nào các bạn. Thôi quẹo qua tay phải đi hướng bên này các bạn. Cảnh điều hiu chợ buổi trưa. Rồi bây giờ mình chạy thẳng ra đường Phan Đình Phùng luôn bạn. Rồi vòng quanh chợ Phú Nhuận xong lúc buổi trưa bạn.
giờ mình qua đường Cô Giang bằng để chạy thẳng về Phan Xích Long để qua chợ Bà Chiểu bằng. Đây mình quẹo vô chợ đường Cô Giang, đường Phú Nhuận bạn. Đó lúc này giấc buổi trưa 11 giờ rưỡi trưa bạn. Lúc 11 giờ rưỡi trưa. Đây là đường Cô Giang, quận Phú Nhuận các bạn. Đây nhà giáo sứ Phú Hải bạn. Còn nhà bác thì chạy thẳng vô luôn. Thẳng quẹo phải và quẹo trái tới bạn. Nó ra thẳng vô chùa Hải Đức các bạn, chùa Hải Đức là tới nhà của bác thôi. Bây giờ mình quẹo bên tay trái đi để mình đi qua bên Phan Xích Long để mình về hướng chợ Bà Chiểu bạn. Lúc này là 11 giờ rưỡi trưa bạn, đường xá vẫn còn buôn bán cũng ok các bạn. Rồi mình đi hướng Cù Lao các bạn. Hướng đường Cù Lao. Đi thẳng luôn à, Bình Diệu vòng Mỹ các bạn. Bây giờ mình đi hướng Cù Lao để ra đường Cù Lao các bạn. Nó đây buôn bán, trong hẻm cũng có buôn bán luôn các bạn. Rồi quẹo trái đó là đường Cù Lao bạn ơi. Lúc này ở đây quán cà phê rất nhiều mà. Rồi đây là đường Phan Xích Long bạn, quận Phú Nhuận đi về hướng bên Bình Thạnh chợ Bà Chiểu các bạn. Lúc này 11 rưỡi trưa bạn, cảnh buôn bán cũng tạm ổn bạn, tạm ổn. Rồi mình tiếp tục đi luôn bạn. Cảnh hai bên đường của thằng Phan Xích Long mà bây giờ phố đi bộ phố ẩm thực các bạn, phố ẩm thực Phan Xích Long mà thấy cũng ok mà, thấy ở đâu quán xá đầy đủ luôn, nhà hàng khách sạn quán ăn đồ đầy đủ hết các bạn, buôn bán rất nhiều. Oh, shipper đồng quá trời luôn.
Rồi mình đi hướng lên cầu Hoàng Hoa Thám bạn. Đó. Quán xá đông đúc các bạn. Chắc trưa người ta đi ăn cơm các bạn. Cơm trưa rồi. Đấy, xe để kẹt xe các bạn ơi. Đường này Vũ Vũ Huy Tấn mà Vũ Huy Tấn đây là đường Vũ Huy Tấn quận Bình Thạnh các bạn, phường 3 quận Bình Thạnh. Rồi mình quẹo trái để mình xuống chợ Bà Chiểu các bạn. Đây là đường Lê Văn Việt, Lê Văn Việt phường 1 quận Bình Thạnh. Bây giờ mình quẹo xuống đây để mình đi vòng quanh chợ Bà Chiểu lúc buổi trưa các bạn. Lúc này là 11 giờ mà ba mấy phút rồi bạn, ba mấy phút rồi. Trước cửa bệnh viện quận Bình Thạnh đông quá bạn ơi. Bệnh viện giờ bệnh viện nào cũng đông mà người bệnh giờ nhiều quá bạn ơi. Vô ăn uống hay gì đó bạn, bây giờ mấy bệnh viện rất đông mà bệnh viện nào cũng vậy bạn. Vô thức ăn không hợp vệ sinh các bạn, thuốc men xịt thuốc rất nhiều bạn. Bây giờ mấy bệnh viện nào cũng đông quá cho bệnh luôn bạn. Rồi mình quẹo vô đường Vũ Tùng bạn, đường Vũ Tùng phía sau chợ Bà Chiểu bạn. Cảnh buôn bán lúc 11:30 cặp bên hông chợ Bà Chiểu bạn. Hàng bông quá nhiều, trái cây nhiều bạn. Thấy vắng không bạn, không có người mua bạn, lâu lâu có người hay người. Cảnh buôn bán quá nhiều luôn à, ít người mua mà. Các cảnh chợ ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn, đây chợ Bà Chiểu các bạn, bên hông chợ Bà Chiểu, chúng mình quay giáp vòng toàn cảnh chợ Bà Chiểu các bạn xem nha. Khúc bên đây khúc quần áo bạn, xen lẫn trái cây luôn bạn, nó quần áo bán trái cây trước luôn. Đây là đường Phan Đăng Lưu bạn, Phan Lưu để tới chợ Bà Chiểu trước mắt mình bạn. Đây chợ Bà Chiểu trước mặt mình bạn. Bây giờ mình đi vô vòng vòng chợ Bà Chiểu bạn, mình kiếm đường vô, đường vô để mình vô cặp đường đó. Giữa chợ Bà Chiểu luôn bạn. Còn cảnh chợ Bà Chiểu hàng quán quá trời luôn mà thấy không thấy người mua mà chừng rất nhiều.
lợi bạn ơi, cảnh buôn bán ế ẩm rồi mà. Đó, cái này là trong nhà lồng chợ vậy mà chịu bạn, khu ăn uống mà. Trước kia khu này rất đông mà không có chỗ ngồi luôn, bây giờ vắng ghê các bạn, được vài người thưa thớt bạn. Cảnh thưa thớt người ăn các bạn, này trong chợ nhà lồng chợ Bà Chiểu luôn. Bên này thấy hơi đông đông tí, đó mình vừa vô nhà lồng chợ Bà Chiểu bạn, bây giờ mình quẹo vô đường này nữa mà nhà lồng chợ buôn bán đồ khác bạn. Đây buôn bán chợ đồ mũ các bạn, đó, quần áo thạc sạp cá mắm thịt heo đồ đây mà. Bán giải đâu ta, vô đó cho vô đó mà không vô được nữa mà. Còn cảnh chợ Bà Chiểu lúc buổi trưa 11 rưỡi trưa rất vắng vẻ, người đi rất nhiều ngoài đường các bạn, mua bán thì ế các bạn, cảnh này gặp bên hông các bạn. Còn cảnh chợ Bà Chiểu lúc buổi trưa 11 giờ 40 phút buổi trưa các bạn, so sánh với chợ Phú Nhuận thế nào bạn, các bạn bình luận dưới nha. Chợ Phú Nhuận và chợ Bà Chiểu khác nhau thế nào bạn, nó buôn bán chợ nào đắt hơn, chợ nào đông hơn mà. Mỗi cái cũng chợ quận hết các bạn. Rồi bye bye các bạn nha, các bạn có xem tin ủng hộ tin Bụi Đời Sài Gòn Vlog bạn, bye bye các bạn nhiều, bye bye.